Cách đọc nhãn của một chai vang Chile phần 1. Đối với vang Chile, bạn có thể dễ dàng giải mã các thông tin nằm trên nhãn của chúng chỉ sau vài giây nhìn lướt. Đầu tiên là nhà sản xuất và dòng rượu. Nếu để ý, bạn sẽ thấy rằng phông chữ lớn nhất và nổi bật nhất trên một chai vang Chile thường sẽ là thông tin của nhà sản xuất hoặc dòng rượu vang. Rượu vang Chile thường được đặt tên theo các nhà máy rượu vang và dòng rượu có thể ghi là Red White hay Light White. 2. Giống nho. Các giống nho thường được đề cập trên nhãn của rượu vang Chile và chúng khá đa dạng. Chile chiếm ưu thế bởi các giống nho đỏ như Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmenere, Syrah và Pinot Noir. Và các giống nho trắng bao gồm Chardonnay và Sauvignon Blanc là chủ yếu. Nếu tên của một giống nho xuất hiện trên nhãn chai thì đồng nghĩa là giống nho đó chiếm hơn 75% thành phần chai vang. Một điều đặc biệt nữa là nếu nhãn chai không để thông tin gì của giống nho, có thể hiểu chai này được blend giữa nhiều giống nho khác nhau và không có loại nho nào trong tổng số đó chiếm hơn 75%. 3. Niên vụ. Niên vụ hay còn được hiểu là năm trên vintage là một trong những thông tin thường xuất hiện trên nhãn chai vang. Các con số này chính là năm thu hoạch nho để sản xuất ra chai vang Chile đó. Do Chile nằm ở phía nam bắc bán cầu, nên ví dụ một chai vang Chile có vintage 2017 nghĩa là nho sẽ bắt đầu được thu hoạch vào khoảng tháng 3 năm 2017. Vì Chile nằm ở phía nam bán cầu, để tiếp tục theo dõi thêm nhiều thông tin hay ho về các chai vang trên thế giới, đừng quên thả tim và follow cho Daily Wine nữa nhé!